Xin chào bạn, đây là kết quả sau khi chúng tôi phẫu thuật cắt bao quy đầu này. Thằng máy, đây các bạn thấy là rất là đẹp các bạn. Cái tỷ lệ giữa da với mạc là quan trọng nhất này. Các bạn thấy là cái đường giữa phía dưới này khoảng tóc nhé. Đau nghe? Dạ không ạ. Xin chào bạn, tôi chính xác Việt Đức đây. Và mình sẽ cắt bao quy đầu cho một chủ nhân nam 22 tuổi. Rất đẹp trai. Chuyên đi yêu hoa hậu. Đấy thì bạn ấy bị sùi đấy, và cái bao đầu của bạn ấy cũng gọi là hơi hẹp một chút mà nó bán hẹp nha bạn. Đấy thì lần trước thì bảo cắt luôn thì bạn ấy không cắt, lúc bây giờ ổn hết sùi thì cắt. Đấy thì cắt yêu toàn yêu hoa hậu nhưng mà bao quy đầu bị hẹp, quan hệ không sớm kia mình... không, em có nghĩa là lúc vậy thì em mới kéo ra được như thế. Nhưng mà lúc cương lột ra nó hơi thắt lại một tí đúng không? Nói chung là em... trước anh nhớ anh đã giải thích cho chú rồi mà. Em cũng không bị đau rồi. Gọi bán hẹp nó như thế. Dạ vâng. Chứ bình thường thì tốt nhưng mà nó không sao đâu. Dạ vâng ạ. Xin chào bạn, đây là kết quả sau khi chúng tôi phẫu thuật cắt bao quy đầu này. Thằng máy, đây các bạn thấy là rất là đẹp các bạn. Cái tỷ lệ giữa da với mạc là quan trọng nhất này. Các bạn thấy là cái đường giữa phía dưới này khoảng tóc nhé. Đau nghe? Dạ không ạ.